Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với kênh chia sẻ về xe Mercedes của Tạ Chánh. Để bắt đầu cái video hôm nay thì Chánh xin chân thành cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến những khách hàng đã luôn ủng hộ cái kênh YouTube của Chánh. Đặc biệt là 8 khách hàng đã ủng hộ mua xe của Tạ Chánh trong quý 2 năm 2020. Thì khi mà nhận được cuộc gọi của quý khách hàng hỏi về xe, về tư vấn xe thì đó là vinh dự của Chánh. Và đặc biệt là khi khách hàng đặt cái niềm tin mua xe của Tạ Chánh thì họ rất kỳ vọng vào cái dịch vụ chăm sóc sau bán hàng. Thì với Chánh đó là một cái vinh hạnh rất là lớn, cũng như là trách nhiệm Chánh phải hoàn thành. Thì một lần nữa Chánh cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Chánh. Thì trong video hôm nay thì Chánh sẽ nói về Apple CarPlay và Android Auto. Đây là một tính năng được ra mắt từ 2018, một tính năng rất là hay. Khi chúng ta kết nối điện thoại với xe thì chúng ta làm được rất nhiều thứ. Đặc biệt Chánh thích nhất đó là phần bản đồ. Chúng ta có thể tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt rất là hay. Thì khi đi xa, Chánh luôn luôn kết nối cái điện thoại Chánh với xe để cái phần đường đi của Chánh nó thuận tiện và nó nhanh chóng nhất. Có rất nhiều khách hàng nhận xe mới về gặp rất nhiều vấn đề với cái phần kết nối này. Họ hay gọi điện hỏi Chánh xem như thế nào Chánh hỗ trợ khách. Cũng như một số câu hỏi khác, ví dụ như sao kết nối vô mà nó không vô, kết nối vô mà cái màn hình nó bị sập, cũng như là kết nối vô xong cái bản đồ nó nói tiếng Anh không nói tiếng Việt. Thì những tất cả những câu trả lời cũng như là những cái mẹo sử dụng cái tính năng tuyệt vời này Chánh sẽ nói hết trong video này. Nếu mọi người đã rành rồi thì có thể bỏ qua, còn nếu mà ai muốn biết hết những gì Chánh biết về tính năng này thì xin mời mọi người xem qua video. Quên nữa, đây là một cái buổi lễ giao xe Chánh hỗ trợ tới giờ này cho một bạn sale ở công ty. Thì nếu mọi người muốn một cái buổi lễ giao xe với một chiếc xe đẹp, sang trọng như thế này thì hãy liên hệ với nhân viên kinh doanh của Mercedes-Benz Trường Chinh ha. Bây giờ thì xem video thôi. Rồi, đầu tiên để kết nối Apple CarPlay và Android Auto, chúng ta phải biết là xe chúng ta có khả năng kết nối hay không, tức là nó có phần mềm trên xe hay không. Cái thứ hai là điện thoại có khả năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto hay không. Thì với những mẫu xe chúng ta mua từ 2020 trở đi thì đa phần là đều có phần mềm Android Auto và Apple CarPlay được tích hợp sẵn trên xe. Còn những mẫu xe 2019 trở về trước thì mọi người vui lòng liên hệ với tư vấn bán hàng để biết xe của mình có hay không. Còn với những khách hàng chuẩn bị mua xe thì mọi người cứ yên tâm, cái tính năng tuyệt vời này đã được tích hợp sẵn trên xe rồi. Tiếp theo là điện thoại nào có thể kết nối. Thì theo với Apple CarPlay thì những điện thoại 5C, 5, iPhone 5S trở lên thì đã có sẵn phần mềm ở trong điện thoại rồi. Chúng ta không phải cài bất kỳ cái gì lên, chỉ việc ghim dây vô. Nhưng mà có điều kiện thì cái phần này Chánh sẽ thao tác ở trên Chelsea 300 Formatic, một chiếc xe rất là tuyệt vời phía sau lưng Chánh. Còn với Android Auto thì với những điện thoại cài đặt phần mềm Android 10, Chánh nhắc lại ha, Android 10 thì chỉ ghim lên xe thôi, chúng ta cũng không cần cài bất kỳ cái phần mềm thứ ba nào để sử dụng hết. Nó được xây dựng sẵn ở trong cái phần mềm Android 10 luôn. Còn với những điện thoại sử dụng Android 9 trở về trước thì chúng ta phải cài thêm một cái app thứ ba. Thì cài như thế nào? Ở cuối video này Chánh có một cái đường link, mọi người sẽ vô đó mọi người tham khảo xem ha. Nó cũng khá là đơn giản. Rồi, với phần Android Auto thì Chánh sẽ thực hành ở trên mẫu S450 Luxury tuyệt vời này. Chiếc nào với Chánh cũng tuyệt vời, nhưng mà chiếc này nó gây cảm hứng cho Chánh nhiều hơn, bởi vì nó có rất là nhiều thứ thú vị ở trên đây mà Chelsea 300 không có. Sau khi xem hai phần hướng dẫn sử dụng của Chánh thì mọi người có thể rút ra dùm Chánh được coi phần mềm nào ngon hơn và những nhận xét của Chánh về hai cái phần mềm này khi sử dụng ha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu thực hành thôi. Yeah.
Hiện tại thì Chánh đang ngồi trên mẫu S Moon Luxury. Đầu tiên chúng ta cần có một cái cáp đi kết nối ha. Ở trên S Moon Luxury thì cái chỗ kết nối nó nằm ở đây. Đây, cái cổng của nó vẫn là cổng USB chứ không phải cổng Type-C. Nên là chúng ta ghim cái đầu này vô đây. Nhiều xe á, nó không nằm đây mà nằm ở trong đây nè. Thì mọi người để ý Chánh là nó có cái hình logo biểu tượng của cái điện thoại với cái iPad đây nè. Đó, chúng ta ghim đây nha. Ghim đây là nó không kết nối đâu nha. Đầu còn lại đây, đầu Type-C. Ok. Ôi dạ, kẹt cái dây rồi. Rồi, ok. Tiếp theo thì Chánh sẽ kiểm tra cái phần mềm Android trên điện thoại của Chánh ha. Có phải Android 10 hay không, hay là Android 9 cho về trước. Thì chúng ta vào cái phần setting của điện thoại nè. Đó, chúng ta xuống cái phần cập nhật phần mềm thông tin điện thoại ha, phần thông tin điện thoại nè. Chúng ta coi cái phần thông tin phần mềm nè. Thì chết cha rồi. Điện thoại của Chánh là Android 9 nè, mọi người thấy không? Android 9, phiên bản Android 9 nè. Nên Android 10 thì khỏi làm, bây giờ điện thoại của Chánh phải cài cái app rồi. Thì giờ Chánh cài nhanh ha. Cài nhanh để cho mọi người nắm được cái thông tin. Muốn cài cái này chúng ta phải biết ARM của điện thoại. ARM của điện thoại. Nhưng mà trong cái video này Chánh nói nhanh thôi. Chánh vô cái APK đào nhanh thôi. Tại vì ARM Chánh có cái link hướng dẫn coi ARM này kia cài rất là chi tiết. Thì mọi người xem ở phần cuối video dùm Chánh nha. Chánh vào cái APK Mirror nè. Vô. Chánh search Android Auto ở đây. Vô. Rồi. Chánh chọn cái đầu tiên nè. Là phiên bản mới nhất. Rồi, Chánh chọn cái phần See Available APK. Rồi, Chánh biết là cái ARM điện thoại của Chánh là SAM4V8A. Đây, hàng này nè. Thì Chánh chọn phần này. Điện thoại khác thì nó là cái V7A. Và một số điện thoại khác thì nó khác đây nữa. Nhưng mà Chánh tải cái phần mềm mới nhất đây. ARM SAM4V8A đây nè. Tải về. Này là quảng cáo, mình tắt đi. Chánh nhắc lại là Android 10 khỏi cài nha. Chỉ có Android 9 trở về trước thì mới cài thôi. Download cái phần mềm nó về. Cái phần mềm này không hỗ trợ thị trường Việt Nam. Thành ra mọi người vô cửa hàng Google Play nó không có đâu nha. Phải lên đây tải về mới đúng. Trên Google Play á, nó sẽ báo là không hỗ trợ thị trường Việt Nam. Muốn cài thì phải qua Singapore mà cài. Rồi, mình cho phép luôn. Cái này phần mềm thứ 3, thành ra mình nó hơi phức tạp chút xíu. Đang cài đặt đó. Mọi người kiên nhẫn giùm Chánh nha. Chánh làm để chứ ai chưa biết hoặc là ai lười coi video phía sau á thì coi đây luôn. Còn ai chưa rõ thì coi thêm video phía sau giùm Chánh. Ở đây Chánh quen có một tay à. Thành ra là nhiều lúc cái độ tập trung của video nó không rõ lắm. Thành ra mọi người thông cảm giùm Chánh ha. Mở nè. Rồi. Ở đây nó hỏi chúng ta bắt đầu thôi. Chọn tiếp tục. Cho phép hết luôn. Rồi, tiếp tục. Chúng ta cấp quyền cho nó ha. Cấp quyền đây nữa. Chúng ta bật này lên, chúng ta bật luôn cái định vị luôn đó. Tiếp tục luôn, xong luôn. Chánh làm hơi nhanh. Hy vọng là mọi người nếu mà không theo kịp á, thì coi lại một vài lần giùm Chánh ha. Vậy là xong rồi đó. Khi cài xong thì chúng ta có cái logo đây nè. Ha. Nằm đây. Nằm đây nè. Rồi bây giờ kết nối vô. Chánh không có hướng dẫn cái phần kết nối không dây nha mọi người. Cái đó thật ra nó không phải là Android Auto với lại Apple CarPlay đâu. Thành ra trong cái video này phạm trù là Chánh không hướng dẫn đâu. Với lại Chánh cũng không thích làm chuyện đó. Rồi, sau kết nối xong thì chúng ta quay lại với cái màn hình của xe nha. Với xe S này thì giao diện chúng ta vào cái menu. Chúng ta chọn cái phần Android Auto nè. Chúng ta chọn cái phần tự động khởi động nè. Chọn thiết bị USB. Trên mẫu Chelsea cũ thì nó cũng hơi khác chút xíu. Thì mọi người mò. Cái trên phần Chelsea cũ á, thì cái menu Android Auto thì nằm trong phần theo á. Có cái nút giống vậy nè. Mọi người bấm vô đây hai lần, mọi người sẽ thấy cái menu Android Auto với Apple CarPlay. Còn trên mẫu S này thì hơi khác chút xíu.
Rồi, cài đặt lần đầu. Kết nối lần đầu thì nó hay hỏi như vậy. Mở khóa để tiếp tục. Mở khóa điện thoại. Tiếp tục. Đó. Mọi người làm đúng thì nó thế này thôi. Lên nè. Bây giờ muốn xài bản đồ này kia thì bật 3G lên, bật định vị lên. Nó cũng tự động kết nối Bluetooth luôn ha. Rồi. Sau khi kết nối xong á, hay cái là nó sạc điện thoại cho tránh luôn nè. Sạc điện thoại luôn. Sạc điện thoại luôn tránh không phải sợ là hết pin. Đâu rồi? Sạc điện thoại luôn góc trên đó, mọi người thấy không? Đó, nó sạc điện thoại luôn. Thành ra đi tới nơi là tránh đủ pin, tránh xài luôn. Rồi, ở đây chúng ta vào menu chính của chiếc cái Android Auto nè, bấm đây. Ui, xin lỗi mọi người, tránh quên. Thằng này nó không cảm ứng được. Mọi người sử dụng cái con lăn ở đây di chuyển nè. Đó, di chuyển trên đây. Đây là menu chính. Thì những cái icon tương thích thì mọi người vô cái link tránh để ở phía dưới video này để coi vô cái trang chính thống của Android Auto để mọi người tham khảo nha. Trong đó có đầy đủ thông tin về cái Android Auto này, mọi người tham khảo thêm. Thì ở trên đây chúng ta nghe được nhạc nè, bản đồ nè, bản đồ Google Maps ha, nhạc nè, podcast nè, gọi điện nè, hoặc ra menu của xe nè, vô phần cài đặt nè, vô coi lịch nè, lời nhắc, rồi Samsung, rồi coi thời tiết. Nhưng mà mọi người lưu ý là không coi được cái video YouTube này kia đâu nha. Còn quay này nè là cái bản đồ, nó bị Google Maps thôn tính rồi. Rồi bây giờ tránh xuống Google Maps đi. Rồi. Bây giờ với những người chưa rành á, muốn ra lệnh bằng giọng nói thì chúng ta phải cầm điện thoại lên, chúng ta bấm. Còn với khi kết nối như vậy, tránh không thèm đụng tới điện thoại luôn. Tránh di chuyển tới đây nè. Mọi người thấy cái micro không? Tránh chọn nè. Mercedes Trường Chinh. Đó, mọi người thấy không? Nó là cơ quan của tránh là Mercedes ha. Rồi, muốn chọn thì chọn một cái nào đó. Đó. Thời gian dự kiến nè. Rồi, nếu đồng ý thì chúng ta chọn cái ô này luôn nha. Đi về hướng Nam. Đó, cái gì Google chỉ đường cho chúng ta luôn. Rất là nhanh. Tuy nhiên, tránh có một bí quyết nhỏ với thằng này. Bí quyết nhỏ ha. Ở trên vô lăng mọi người thấy cái nút không? Thấy cái nút ra lệnh bằng giọng nói không? Bây giờ tránh không cần di chuyển tới cái micro luôn. Tránh bấm trên này nè. Tránh bấm giữ nha. Mọi người đẩy lên và giữ khoảng 3 giây. Bây giờ tránh sẽ tìm quán cơm tắm cô Năm chẳng hạn đi. Cơm tắm cô Năm. Đó, mọi người thấy không? Thấy chưa? Ngon không? Khỏi cầm điện thoại, khỏi bấm trên điện thoại luôn. Chúng ta chỉ việc giữ ở đây thôi. Ha. Việc giữ đây thôi. Mọi người nhớ bấm và giữ nha. Còn nếu mọi người bấm và buông ra thì chúng ta ra lệnh bằng giọng nói cho xe nha. Hai cái khác nhau. Bấm buông ra là ra lệnh cho xe. Bấm giữ là ra lệnh cho cái chị Google ở trên điện thoại đó. Đó, rất là hay luôn. Thành ra đi đâu á, trên cái nó Apple CarPlay này nè. À, xin lỗi, trên nó Android Auto thì chỉ đường đi thôi. Mọi người chỉ cần biết cái địa điểm chúng ta đặt tên, đọc tên lên chính xác thì nó sẽ hiện đây. Rồi, muốn tìm cây xăng, tìm khách sạn, nhà hàng gì đó. Tìm cho di chọn thôi. Rất là nhanh. Đi về hướng Nam. Rồi bây giờ vừa đi, vừa nghe nhạc, vừa đi đi sử dụng bản đồ được không? Là được nha. Tránh lưu ý nữa là cái kết quả trả về ở trên đây nè. Nó phụ thuộc vào tốc độ 3G của cái điện thoại ha. Xử lý càng nhanh thì kết quả trả về càng nhanh. Đơn giản vậy thôi. Không có 3G thì không có kết quả đâu. Riêng MP3. Thử nha, mở nhạc nha. Rồi, chúng ta quay lại cái bản đồ. Đó, vừa nghe nhạc nha. Rồi, sẵn đây chính giới thiệu cho mọi người về cái hệ thống loa trên xe S40 Luxury luôn nha. Rồi. Đây.
Anh Thành, trên xe này á là nó tới 26 cái loa lần 1590W, thành ra là nó có rất nhiều thứ tuyệt vời ở trên đây ha. Mình chỉnh được rất nhiều thứ với bộ loa. Thì Chánh đặc biệt thích cái này nè. Cái này là chuyên dành cho những ai mà không rành về âm thanh mà không biết chỉnh nhạc sao cho hay đó. Thì ở đây mình có Pure nè. Pure có nghĩa là nhạc sao nó rang vậy. Easy listening là nó giảm bớt những cái hiệu ứng của cái bài nhạc đi. Khi chúng ta mệt mỏi á, chúng ta chọn easy listening. Ở đây nó có giải thích chi tiết chút xíu nè. Rồi, hát live nè. Cái này giống như là chúng ta đang ngồi mà nghe hát trực tiếp vậy đó. Nghe nó sống động, tập trung vào cái âm thanh, với lại nó tạo ra một cái môi trường ở xung quanh. Giống như trong một cái khán phòng vậy đó. Surround. Nó đập. Còn bây giờ mọi người mà nghe cái phim Transformer á, thì nói thẳng với mấy bạn là không thua gì cái rạp cine hết trơn á. Bây giờ anh chọn thử nha. Giờ Chanh sẽ kiếm cái nghe thử Transformer đi. Bình thường Chanh có cái USB, Chanh hay chép vô để Chanh thử loa. Nhưng mà cái USB Chanh này để trên lầu rồi. Đặt phòng không phiền lòng với Agoda. Bớt trùng rà thêm tận hưởng. Mọi người trải nghiệm cái dàn âm thanh thử nha. Quên, Chanh cho coi màn hình luôn. Với S450 thì chúng ta coi được video nha. Mà muốn coi video tốt nhất chúng ta sử dụng đĩa hoặc là chép vô USB á, để coi là ngon nhất. À, mọi người nghe giống có thua gì đạp cine không? 26 cái loa trên xe nha mọi người. 26 cái trong một không gian nhỏ như thế này. Ok. Để không làm mất thời gian mọi người thì Chánh giới thiệu sơ vậy thôi. Mọi người có thời gian rảnh thì tới sẽ nghiệm chi cái liền dàn loa của S4 Luxury nha. Nó có thứ nhất, ngon nhất là cái phần mềm của Burmester đây nè. Cái thứ hai là dàn loa của nó rất là nhiều cái và có một cái loa siêu trầm ở phía sau xe. Nó tạo ra hiệu ứng rất là đã. Rồi, ok, bây giờ Chánh kết thúc với Android Auto ha. Hiện tại thì Chánh đang ngồi trên mẫu GLC 300 Formatic phiên bản 2020. Thì với cái xe này chúng ta chỉ có cái cổng kết nối Type-C mà nó không còn cái cổng kết nối USB như những xe màu trước. Thì để kết nối cái điện thoại mà chúng ta có cái cáp sạc với cái đầu USB như thế này nè. Đầu USB và đầu Lightning. Thì chúng ta cần một cái đầu chuyển đổi như thế này. Thì Chánh mua cái này ở trên Shopee, Chánh đặt hàng. Chánh mua số lượng lớn một lần 50 cái thì nó khoảng 50.000. Còn muốn mua lẻ thì nó khoảng 70-80.000. Cái này thì hàng cũng tương đối xài tốt. Chúng ta ghi vào đây. Nếu mọi người không thể tìm mua được một cái nào đó ưng ý thì có thể liên hệ với Chánh ha. Thì Chánh có số lượng rất là nhiều, Chánh có thể chia sẻ với mọi người. Nếu ai trong Sài Gòn á thì Chánh sẽ gửi ráp tới rất là nhanh. Chúng ta ghi vào đây. Ghim cáp vào đây ha. Mọi người lưu ý Chánh cái cáp mà chúng ta mua những cái sợi mới thôi, đừng mua sợi cũ quá. Nó hư hỏng trong cái dây thì kết nối nó sẽ không nhanh hoặc là không kết nối được luôn. Chúng ta không sử dụng những cái đầu chia mà đa dụng á, nó chia nhiều đầu ra thế này thì cái đó cũng nhiều khi cũng không kết nối được. Rồi tiếp theo điện thoại thì muốn kết nối Apple CarPlay thì điện thoại theo cái trang chính thống của Apple CarPlay thì điện thoại từ 5C trở lên thì chúng ta đã kết nối được cái Apple CarPlay rồi. Thì Chánh có để đường link của cái trang chính thống của Apple CarPlay, mọi người vô đó tham khảo ha. Thì trước khi kết nối á, thì với iPhone chúng ta cần kiểm tra một số cái sau đây. Đó là chúng ta kiểm tra coi cái phần mềm coi có update thường xuyên hay không. Với những điện thoại mà chậm hoặc lâu update, không update á, thì nhiều khi kết nối nó không vô. Tiếp theo là chúng ta điện thoại này là đã update thường xuyên rồi nè.
Tiếp theo chúng ta coi phần Siri và tìm kiếm ha. Siri và tìm kiếm. Rồi. Ở đây có cái mục lắng nghe hay Siri nè, chưa được bật nè, chúng ta bật hết lên nha. Rồi. Bật Siri. Rồi, chúng ta làm theo cái bước hướng dẫn của điện thoại ha. Hey Siri. Hey Siri, send a message. Hey Siri, how the weather today? Hey Siri, set a timer for 3 minutes. Hey Siri, play some music. Rồi, vậy là xong rồi đó, bật Siri xong. Rồi, chúng ta bật cái này lên luôn ha. Rồi, tiếp theo, chúng ta sẽ kiểm tra cái phần Google Maps. Với iPhone chúng ta có hai dạng bản đồ, ở đây là Apple Maps nè. Cái này thì tránh ít xài, tại cái phần hỗ trợ bằng tiếng Việt nó cũng hơi hạn chế. Sau này không biết nếu có update thì có thể chúng ta sẽ xài Apple Maps. Nhưng hiện tại chúng thích Google Maps hơn. Ở đây, mọi người cập nhật thường xuyên Google Maps ha. Chúng ta chọn Google Maps nè. Nếu mà chưa cài thì chúng ta cài vô nha. Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra một số thứ. Đó là về cái phần tìm kiếm ha. Chúng ta vô cài đặt của Google Maps. Tại vì nhiều khách hàng cài đặt kết nối vô á, nó nói tiếng Anh không à. Thì đây chúng ta vô phần cài đặt, chúng ta tìm kiếm bằng giọng nói nè. Chúng ta chọn tiếng Việt ha, tiếng Việt nè. Chọn tiếng Việt nè. Rồi xong, tắt ra. Vậy là xong rồi đó mọi người. Kiểm tra hai cái quan trọng ở trên điện thoại ha. Rồi chúng ta ghim vô ha. Rồi. Xe nó đang chạy nè. Rồi, chúng ta làm đúng thì nó hiện như thế này. Có nhiều khách hàng hỏi cho Chánh là tại sao có cái vùng này. Nó không full hết luôn. Chiếc E300 á, thì nó full hết. Thì cái này phụ thuộc vào người viết code phần mềm thôi. Thì nó không full được á, thì chúng ta phải chờ bằng update. Khi mà update lên á, nó tương thích với nhau thì nó full hết màn hình. Vậy thôi, đơn giản. Rồi khi kết nối thì chúng ta nó có những cái menu sẵn đây. Hoặc là menu chính thì nhấn đây nè. Với mỗi xe, ví dụ GC mẫu cũ, mẫu E, mẫu S thì giao diện nó khác. Nhưng mà những cái hoạt động á, thì cũng y chang nhau à. Những cái app tương thích nó hiện ở đây hết. Mọi người biết cái app nào tương thích thì chúng tránh coi cái đường link ha. Mọi người vô đường link đó của CarPlay, chúng ta tham khảo thêm. Thích cái nào chúng ta cài vô điện thoại. Thì ở đây chúng ta chọn Google Maps ha. Rồi, bây giờ Google Maps này là điều tránh rất là thích với chiếc cái phần kết nối này á. Là chúng ta tìm bằng tiếng Việt ha. Thử nha. Lít vô cái micro này nè. Rồi, như vậy thì chánh lít vô không được. Vậy chúng ta cần phải cài đặt thêm với cái Google Map. Click. À, vô cái có cái giày. Mercedes Trường Chinh. Mọi người lưu ý tránh ha, cái việc trả kết quả này nè, nó phụ thuộc vào cái tốc độ 3G của trên điện thoại chúng ta. Càng nhanh, càng xử lý nhanh thì kết quả càng nhanh ha. Bây giờ muốn chọn thì chúng ta chọn thôi. Nhờ cái màn hình mới trên xe GLC mà chúng ta có cái khả năng điều khiển rất là nhanh thế này. Với những xe khác thì chúng ta điều khiển bằng cái núm ở đây, cái touchpad dưới đây. Nhưng màn hình cảm ứng thì chúng ta sử dụng đây thôi. Ở đây với Google Maps thì chúng ta có những cái điểm vàng vàng ở đây nè. Thì đó là những điểm kẹt xe hoặc đông xe. Nếu kẹt xe màu đỏ, đông xe thì màu vàng. Sử dụng GPS. Thì nếu mọi người đồng ý với tiến lộ trình này thì chúng ta chọn đi thôi. 300m nữa, đi bên trái để vào Trường Chinh. Đó, mọi người sử dụng thì nó hướng dẫn thế này ha. Còn bây giờ chúng ta thoát ra. À, nó sử dụng bản đồ Google Maps, thành ra là chúng ta muốn tìm cái điểm địa danh nào đó, chúng ta chỉ cần biết tên thôi. Hay là địa chỉ nhà thôi. À, chúng ta chỉ việc đọc thì nó sẽ trả kết quả cho chúng ta. Ví dụ như địa chỉ nhà cũ của Chánh ở Tân Phú nè. 423 Lũy Bán Mít. 4... À, Chánh xin lỗi, Chánh đọc hơi chậm một chút. 423 Lũy Bán Bích, Tân Phú. Ha, mọi người thấy không? Đó. Rất là nhanh. Bây giờ chọn thì đi thôi. Bây giờ Chánh nói bụng quá, Chánh muốn ăn cái gì đó chẳng hạn. À, quán phở Lệ. À, mọi người thấy không? Rất là nhanh chóng ha. Chỉ cần biết tên, địa danh thì Google Maps dẫn đường chúng ta ha. Rất là hay luôn. Rồi bây giờ nghe nhạc nè. Nhiều khách hàng hỏi Chánh là bây giờ vừa coi bản đồ vừa nghe nhạc được không? Thì ra là có nha. Chúng ta có thể vô riêng MP3 chẳng hạn. À, đó. Rồi chúng ta chọn lại bản đồ. Đó ha.
Rồi. Nãy giờ thì trong cái video Chánh nói cũng khá là nhiều thông tin, nên Chánh xin phép tổng kết lại những thông tin chính ở trong video Chánh nói. Thứ nhất là những mẫu xe Mercedes từ 2020 chắc chắn là sẽ có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Thứ hai là với iPhone, từ iPhone 5 trở lên chúng ta đã có thể kết nối được với xe. Với điện thoại sử dụng phần mềm Android thì Android 10 chúng ta thoải mái kết nối, không cần cài đặt thêm phần mềm nào khác. Dây kết nối thì chúng ta cần có một cái dây cáp xịn, không sử dụng những cái cáp quá cũ hoặc là những cái đầu chia. Một cái cáp mà quá nhiều đầu chia thì không kết nối được. Chúng ta phải tìm cái chỗ ghim nó có cái logo điện thoại và cái iPad, chúng ta ghim vô thì nó mới kết nối. Rồi khi vô kết nối vô, chúng ta có thể nghe nhạc, xem bản đồ và ra lệnh tìm kiếm trên bản đồ bằng tiếng Việt ha. Rồi, Chánh cảm ơn mọi người đã xem qua video của Chánh. Thì trong quá trình sử dụng cái tính năng này thì Chánh nói rằng cái Android Auto, tại vì Chánh là fan Samsung mà, Chánh thấy nó hữu dụng hơn chút xíu. Tại vì cái phần trên vô lăng chúng ta có thể nhấn, giữ và là bằng giọng nói mà chúng ta không phải chạm nữa. Tuy nhiên với những xe mẫu mới như Chiêu C300 có màn hình cảm ứng thì chúng ta chỉ việc chạm trên màn hình thôi. Nó cũng chẳng cần, chẳng bất tiện gì hơn là máy. Thành ra là với sự phát triển của công nghệ thì những cái khó chịu của chúng ta trong quá trình sử dụng theo thời gian nó sẽ thoải mái hơn. Và những điều cho nó hôm nay có thể là đúng trong ngày hôm nay, nhưng mà có thể không đúng trong ngày mai nữa. Thành ra là mọi người enjoy video của Chánh và tham khảo cũng như trải nghiệm với tính năng này của Mercedes-Benz ha. Đừng quên số điện thoại của Chánh nha, 0964 999 001, tư vấn về xe Mercedes. Nếu mọi người có nhu cầu mua xe hoặc là đã mua xe rồi thì gọi cho Chánh khi cần trả lời những thắc mắc về việc sử dụng xe. Xin chào và hẹn gặp lại.